người phụ nữ tuyệt thực 29 năm và bắt đầu uống nước sống qua ngày sau một lần gặp nhện tinh. Chân tướng được hé lộ bởi câu nói của con gái. Câu chuyện xảy ra ở thôn Linh Khảm, huyện Vĩnh Hưng, Hồ Nam, Trung Quốc. Một cụ bà 70 tuổi, tên Chu Diễm Hoa, nổi tiếng khắp vùng bởi một khả năng lạ đời. Đó là không ăn nhưng vẫn sống một cách thần kỳ. Bà Chu Diễm Hoa, 70 tuổi, uống nước sống qua ngày. Tất cả mọi chuyện khởi nguồn từ một sự kiện xảy ra từ 29 năm về trước. Gặp phải nhện tinh. Một buổi tối, Chu Diễm Hoa và một vài người bạn trong thôn đi lên miếu thờ trên núi Thắp Nhang cầu phúc. Vốn là người gan dạ, Chu Diễm Hoa đã cầm đèn pin dẫn đầu để mở đường. Đang chuẩn bị nói vài lời vui nhộn để chọc cười giúp mấy người bạn đỡ sợ, thì Chu Diễm Hoa bỗng va phải một mạng nhện cực lớn. Đến khi định thần lại, thì bà đã thấy trên người đầy mạng nhện bám chẳng chịt. Một người đã phát hiện bên cạnh mạng nhện khổng lồ kia có một con nhện đỏ rất kỳ lạ. Đến đây, đoàn người nhớ lại câu chuyện về nhện tinh được lưu truyền trong thôn nên quyết định trở về. Chu Diễm Hoa vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra mà tự tin dẫn đầu xuống núi về làng. Bắt đầu tuyệt thực. Hôm sau, Chu Diễm Hoa không cảm thấy đói bụng nên không nấu bữa sáng. Đến giờ trưa, bà vẫn không thấy đói. Nhưng vì nghĩ buổi chiều làm đồng cực nhọc nên cũng xuống bếp nấu vài món đơn giản. Thế nhưng khi nấu xong, bà bỗng nhiên mắc ói vì ngửi thấy mùi gì đó rất thối khi nhìn những món ăn mình đã làm. Cuối cùng, bà đã bỏ bữa luôn và không ăn nữa. Tình trạng này diễn ra liên tục mấy ngày liền. Chu Diễm Hoa bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không được bình thường. Nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên bà không thể đi bệnh viện kiểm tra. Ăn cơm không được, Chu Diễm Hoa thử nấu cháo nhưng vẫn không thể nuốt trôi. Thậm chí nước đun sôi để nguội cũng không uống được. Qua nhiều lần thử nghiệm, Chu Diễm Hoa phát hiện bà có thể ăn một ít đường nâu và uống nước lã. Từ đó về sau, Chu Diễm Hoa chỉ uống 3 ly nước và ăn 3 viên đường để sống qua ngày. Việc Chu Diễm Hoa bỗng nhiên mắc bệnh lạ đã lan truyền khắp thôn. Nhiều người cho rằng bà đã bị nhện tinh trên núi báo thù vì dám mạo phạm chỗ ở của nó. Bên cạnh đó, không ít người hoài nghi bà đã giả tung tin đồn nhảm, ban ngày không ăn nhưng đêm đến lại lén ăn một mình. Thôn dân nghi ngờ như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì xuất hiện hai nguyên nhân kể từ khi Chu Diễm Hoa mắc bệnh lạ. Một, mặc dù không ăn nhưng cơ thể của bà không hề gầy yếu đi mà ngày càng khỏe mạnh, thậm chí làm nông quốc đất còn hăng say hơn xưa. Hai, bình thường bà sẽ chia số rau của mình đã trồng cho hàng xóm kế bên, nhưng chỉ riêng khoai lang thì không cho. Thôn dân nghi ngờ bà đã lén giữ khoai lại mà ăn. Để kiểm chứng cho nghi ngờ, nhiều người đã lẻn vào nhà của Chu Diễm Hoa. Thế nhưng cuối cùng đành chấp nhận sự thật, vì phòng bếp không hề có dấu hiệu của việc nấu nướng. Thậm chí bếp lò cũng tích đầy bụi và đóng mạng nhện. Tuy nhiên họ đã phát hiện Chu Diễm Hoa có một thói quen cực kỳ cổ quái. Đó chính là ngày nào cũng thắp nhang, mà lại thắp rất nhiều lần trong ngày. Khi bị hỏi đến thì bà chỉ lắc đầu không nói. Đến đây, dân làng chắc chắn bà đang bái cao nhân để nhịn ăn tu hành thành tiên. Bất kể thế nào, Chu Diễm Hoa đã thật sự chỉ ăn đường và uống nước để sống 129 năm. Phát hiện chân tướng. Được biết, bà Chu Diễm Hoa có 8 người con đều đã lập gia đình. Những người con sợ mẹ không thể sống được với tình trạng không ăn, nên đã liên tục thúc giục bà đi bệnh viện kiểm tra. Dưới sự khuyên bảo của con cái, bà đành phải đồng ý. Qua một loạt kiểm tra toàn diện, ngoài bao tử khá nhỏ và lượng đường trong máu thấp, thì bà Chu Diễm Hoa không có bất kỳ căn bệnh nào. Bác sĩ cũng vô cùng khó hiểu trước tình trạng không ăn mà sống trong 29 năm liền của người phụ nữ lớn tuổi này. Đương nhiên là chuyên gia không hề tin vào lời đồn đoán bà bị nhện tinh ám kia. Tuy nhiên, bức màn bí ẩn đã được hé lộ nhờ một câu nói của cô con gái. Tình cảm của bố mẹ tôi rất tốt. Bố qua đời đã ảnh hưởng rất lớn đến mẹ, chồng của bà Chu Diễm Hoa. Đến đây, chuyên gia đã kiểm tra tâm lý và đưa ra kết luận xác đáng. Cái chết của người chồng từ 29 năm về trước đã trở thành cú đả kích lớn đối với bà Chu Diễm Hoa. Lại cộng thêm hệ tiêu hóa rất yếu nên đã gây ra chứng chán ăn do bệnh lý tâm thần. Việc hàng ngày bà thắp nhang cũng chính là một chấp niệm không thể buông bỏ cho việc nhung nhớ về người chồng đã mất. Giải pháp trị bệnh của bác sĩ đó là uống thuốc để tăng cường bổ sung cho hệ tiêu hóa,
đồng thời cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn. Ban đầu ăn uống hơi khó khăn, nhưng tập dần thì có thể khắc phục. Con người có thể nhịn ăn uống trong bao lâu? Con người có thể tồn tại nhiều tuần mà không cần thức ăn, nhưng hầu như chỉ sống sót từ 2 đến 4 ngày nếu không có nước. Đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào về ngưỡng tồn tại của con người nếu thiếu thức ăn và nước uống, vì các thí nghiệm này là phi đạo đức. Hầu hết, nghiên cứu đều liên quan đến những trường hợp ngẫu nhiên rơi vào tình huống sống còn trong đời thực. Ví dụ, các nhà khoa học đã ghi nhận một tù nhân ở Áo bị bỏ quên trong phòng giam, đã sống sót 18 ngày mà không được ăn uống, thời gian dài nhất trong lịch sử. Thực tế, một người có thể sống trong nhiều tuần mà không cần thức ăn. Theo tiến sĩ Miali, giám đốc y tế trung tâm giảm cân phẫu thuật Memorial Care tại trung tâm y tế Orange Coast, thời gian đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, cấu trúc cơ thể, thức ăn trong bữa cuối cùng và môi trường sống. Tiến sĩ Andrea Paul, đồng sáng lập Health Media Experts, giải thích. Ví dụ, những người có nhiều mỡ dự trữ trong cơ thể thường sống lâu hơn, bởi trong thời điểm cực kỳ đói, cơ thể sẽ đốt lượng mỡ này để làm năng lượng. Tiến sĩ Ali cho biết, một người nếu chỉ được uống nước, không có thức ăn, có thể sống sót đến 2 tháng. Một nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia về vấn đề tuyệt thực cho thấy, nếu chỉ được uống nước, người tuyệt thực có thể chịu được đến 28 đến 38 ngày. Trong những trường hợp khác, người tuyệt thực chết sau khoảng 45 đến 61 ngày. Nhìn chung, những người gầy, khỏe mạnh đạt đến ngưỡng đói nghiêm trọng sau khi giảm 18% trọng lượng cơ thể, hoặc chỉ số khối lượng cơ thể BMI xuống dưới 16,5. Phụ nữ có thể nhịn đói lâu hơn nam giới và tồn tại được ở mức BMI thấp hơn. Điều này là do phụ nữ có tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn, có xu hướng sử dụng chất béo thay vì vùng cơ để lấy năng lượng trong thời gian đói. Khi thiếu ăn, cơ thể sẽ trải qua giai đoạn đói vì không còn đủ năng lượng calo cần thiết để cung cấp năng lượng cho các cơ quan. Thiếu calo, cơ thể buộc phải tìm nguyên liệu từ các nguồn khác. Cơ thể sẽ cố gắng phá vỡ mô và sử dụng các chất dinh dưỡng dự trữ để duy trì sự sống càng lâu càng tốt. Chúng ta có khả năng phục hồi vô cùng lớn khi bị đẩy đến bờ vực sống còn, tiến sĩ Paul nói. Đầu tiên, cơ thể hấp thụ bất kỳ năng lượng glucose nào còn sót lại. Trong vài giờ đầu, nó lấy glucose trong máu, còn gọi là đường huyết. Sau đó, nó tìm đến glycogen, glucose trong gan. Lượng glucose này sẽ cạn kiệt sau 24 giờ. Một người có thể sống sót nhiều tuần mà không cần ăn, nhưng chỉ trụ được 2 đến 4 ngày nếu không được uống nước. Ngoài ra, cơ thể sẽ thực hiện một quá trình chuyển đổi đáng kể từ đốt cháy glucose sang đốt cháy chất béo dự trữ. Đây gọi là giai đoạn ketosis. Lúc này, cân nặng giảm đáng kể, có các triệu chứng đói sơ bộ như chóng mặt, sương mù não và mệt mỏi. Cơ thể cạn kiệt nguồn chất béo dự trữ trong vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc lượng chất béo còn lại là bao nhiêu. Một khi chất béo mất đi, cơ thể chuyển sang đốt protein bên trong cơ bắp, gồm cả cơ tim, làm tăng nguy cơ ngừng tim. Khi lượng protein bị ảnh hưởng, sức khỏe xuống dốc nhanh chóng, gây ra loãng xương hoặc giảm mật độ xương, vấn đề tim mạch và suy nội tạng. Nếu không được điều trị sớm, suy tạng có thể gây tử vong. Các chuyên gia ước tính con người chỉ có thể sống từ 2 đến 4 ngày mà không được uống nước. Ví dụ, vào năm 1944, hai nhà khoa học thử nghiệm không uống nước và vẫn ăn đủ chế độ dinh dưỡng cần thiết. Chỉ trong khoảng 3 đến 4 ngày, họ phải dừng thí nghiệm lại vì đạt đến giới hạn. Theo tiến sĩ Paul, cơ thể có thể phá vỡ mô để lấy năng lượng thay thế cho thức ăn, nhưng không có bất kỳ cách nào bù đắp tình trạng thiếu nước. Trong vòng vài giờ không uống nước, con người có thể gặp các triệu chứng như khát, khô da, chóng mặt. Nhịn uống nước lâu hơn dẫn đến lú lẫn, tăng nhịp tim, suy nội tạng. Mất nước có thể gây tử vong nhanh chóng, đặc biệt tại các khu vực có khí hậu nóng. Như vậy, nếu không có thức ăn, con người vẫn tồn tại được trong nhiều tuần bằng cách phá vỡ mô lấy lượng chất béo dự trữ. Năng lượng do quá trình này giải phóng cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, không có phương pháp nào giúp thay thế lượng chất lỏng. Mọi người hầu như chỉ có thể sống sót từ 2 đến 4 ngày nếu không được uống nước. Chuyên gia khuyến cáo không nên hạn chế ăn uống như hình thức giảm cân. Tiến sĩ Ali cho rằng chúng không an toàn và còn có thể phản tác dụng.
Nếu cơ thể hấp thụ ít hơn 800 đến 1.000 calo mỗi ngày, quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Như vậy, cơ thể đốt cháy ít calo, việc giảm cân khó khăn hơn.